Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi rank và gặp clan Burberry. Mình thấy có thiên nhiên level 100 và VIP 8 luôn, hay lắm. Mình nghĩ thiên nhiên đấy sẽ gánh cả team đây. Và anh em có thấy luôn là nãy như là có thiên nhiên là bê trang hay sao ấy, hình như là con gái ấy. À, hình như là team 9 người ta kéo gái hay sao ấy. Hay lắm, cứ gặp là hiếp thôi. Ok, thấy có bê trang rồi. À, tiếp nào. À, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AN94 Lady Invitation. Một cái khẩu súng dành cho giải đấu nữ. Rất là đẹp. Mới nhìn vào thôi thì cảm giác rất là tươi. Đấy, khi mà sờ nhiều thì nó sẽ không tươi nữa. Nó sẽ héo dần, héo mòn. Hình như là clan 9 người ta kéo rank nữ, kéo bọn gái đấy. Hay lắm. Nhân cái lúc này quá hiếp thôi, không biết là người ta bắn mệnh không. Mình nghĩ có level 100 thì sẽ là team 9. Không biết là có cái thanh niên level 100 VIP 8 kia có phải là chủ clan không. Rồi, thanh niên bê trang nó đã kill một người rồi, hay lắm. Sao lại để nó giết thế kia? Gái mà. Ô, ôi. Gì vậy? Sorry bạn Hiền. Sorry bạn nhá. Pha đấy mình không thể cover được. Xa quá, bạn xa quá. Cái đây nào nó lao ra luôn ạ. Nó lao ra một như một vị thần. Này thì ăn bạn tao này. Rồi ok. Rồi giết, mình đã trả thù dùm cho bạn. Cái lúc đấy mình không cover được. Anh em mình đứng sau thì mình phải cover chứ nhở. Còn thanh niên là Ghost Sniper. Thì này bắn rất là hay nhá. Còn với khẩu súng AN94 này thì mình nghĩ là nó cũng như cái khẩu súng thường, khẩu súng VIP kia thôi, nhưng nó được thay đổi cái skin bên ngoài, đấy nhìn đẹp hơn. Mình thì mình thấy đẹp hơn, còn anh em thấy thế nào thì hãy comment bên dưới clip của mình. Và nó mình so sánh về cái chỉ số thì nó không khác nhau nhiều, nó giống nhau như một cái khuôn đúc ra thôi, nhưng nó được cộng thêm được một viên đạn, mình thấy là nó hơn hơn nhau được một viên thôi, mà một viên thì không giải quyết được nhiều. Chúng ta chỉ cần mặc vít vào thì nó lại cộng lên đạn thôi, không phải xoắn. Hay lắm. AK47 Ezu Jasmine. Ủa rồi, gặp hàng. Gặp hàng. Này thì nguy hiểm với chúng tôi này. Này thì level 100 này. Cái bom luôn cho nó chất. Ô, ai chất riêng vậy bà? Em bị rớt chuỗi 10 lần rồi đó. What the hell? Xin lỗi bạn. Mình không thể kéo chuỗi được. Tại vì bản thân mình không thể kéo kéo mình lên được mà. Và làm sao mình kéo người ta được. Này thì nguy hiểm. Ôi giời ơi. Làm gì mà căng vậy. Bị con gái nó giết. Hay lắm. Ôi nó gánh cả team kìa. What the hell? Ô, gái hay trai vậy bạn ơi. Bạn hãy tiết lộ thân phận giới tính của bạn đi. Thế đây nào, bạn lại càng lộ ra con mặt thật, cái gương mặt thật và cái giới tính thật của bạn rồi đấy. Bạn không phải là con gái nữa. Bạn là một cái thứ gì đấy nó giống như con trai hơn. Thì mệnh bắn gì hay vậy? Thật là hư cấu. Từ từ thôi bạn ơi. Từ từ thôi, mình sẽ cover. Để xem thằng nào tấn lên rào không. Phải quan sát hết đây nha mạng. Kiểu nó móc thì rất là khoai. Đồng đội mình đang đẩy thì nó móc thì khoai lắm. Mình thì hay bị như thế rồi. Nên anh em phải check cẩn thận. Tuy là anh em bắn không hay hơn đồng đội, nhưng anh em phải biết check từ phía sau để đồng đội biết. Đấy. Thì đồng đội mình đó đẩy lên một cách dễ dàng và không vướng mắc những cái bọn móc lốp này. Đấy đấy. Nó không sai đâu. Nó không sai đâu. Ui. Yếu rồi. Mình yếu rồi. Hay lắm bạn ấy. Một pha đẩy lên rất là tuyệt vời. Ok. Tuyệt vời. Không còn thằng nào nữa. Ô win luôn này. Tuyệt vời. Hay lắm. May pha đấy mình ra check đấy. Không nên bị đẩy y một mả người nằm xuống rồi. Tại vì cái đường nó lên nhanh mà. Mình bắn ép nó làm nó khựng lại. Thế là thằng trong hầm lao ra ăn luôn. Thì như trong hầm lao ra hay sao ấy. Thôi lên thôi.
Đấy, tuy là bắn không hay nhưng phải biết cover. Cover cho đồng đội. Bắn với team hay thì không cần phải xoắn. Đấy, sẽ có kill cho mình thôi. Mình ăn ở tốt mà. Khẩu này bắn nó hơi khó một tí. Khi mà tâm nó nở ra rất là to. Nó không giật nhưng tâm nó nở to lắm. Úi ôi, cái gì vậy bá? Đậu xanh nó bắn hết sọ gần chết rồi này. Thế thôi. Rồi, kênh đường là đường hầm mà. À, chết nhầm, đường mic. Kìa, nó lao ra kìa. Nó lao ra kìa, trời ơi, nhìn đi đâu vậy? Thật là VL. Team mình cứ kiểu là ngáo ngơ ấy nhở. Chắc là ham bật mic nói chuyện với nhau, tán gẫu với nhau là gái sao bắn hay vậy đấy. Thế luôn, hay lắm. Kêu được hai thằng rồi. Rồi, nó lao lên móc lốp và đã phải nằm xuống rồi. Hay lắm mà nè. Cứ kênh mấy cái thằng móc lốp thôi. Và tụi nó sẽ tự chết thôi. Ôi. Úi dồi. Úi dồi ơi, mình yếu máu rồi. Làm gì mà căng vậy? Không thể bắn trúng nó, trúng một viên luôn. Thật là VL. Ok, không sao. Mình sẽ lấy lại cái tự tin mà có thể kéo các bạn. Dù ra sao, dù thế nào. Cố lên. Cái việc mà ăn kill mà đối với team ngon thì cũng rồi. Nó ăn tận 2 thằng luôn. À, đối với team bắn hay thì các bạn không nên phàn nàn nhiều. Tức là khi các bạn kill, không kill được người ta thì cũng không sao. Các bạn chỉ cần cấu máu thôi. Yếu thì phải rút về để cho đồng đội nó đẩy lên. Đấy, thì việc đấy thì nó sẽ tốt hơn. Thay vì các bạn đang yếu máu, các bạn đẩy lên thì nó rất là mất người. Đấy, không nên tham kill. Đối với team gà thì mình không nói, nhưng team bắn hay thì phải cẩn thận. Cái gì đây? Muốn làm gì? Bây giờ làm gì đây? Úi giời, nó đẩy chết rồi. Như vậy bà. Làm gì mà căng. Úi giời. What the hell? Cái gì vậy? Anh em bây giờ muốn mình làm gì để mình làm cho những thời gian cuối cùng. Á đồ. Này, hầm này. Thằng nào báo hầm để bạn chết vậy? Chửi thằng đấy đi. Hay lắm đi mờ. Rồi, tấn vào đường này thôi. Còn không có ai, té. Ấy, ôi, đậu xanh. Nó kênh ở phía ngoài. Hay lắm, nó từ trong hầm lao ra. Thì mệnh hay lắm. Thiên nhiên nó cầm đua TMP. Cay thật đấy chứ. Khốn nạn. Nó kênh ngay ở cái đường là nó vào ngay đường hầm. Làm mình chết. Mình tính lao vào đường mic rồi. Nhưng mình nghĩ đường mic sẽ rất là khoai. Tại vì phía nhà hồi xin nó kênh dữ lắm. Mình quyết định là rút ra để lên đường HL. Thế đây nào. Này thì kênh HL này. Đâu rồi? Làm gì mà căng vậy? Tụi mình cũng là một dân bình thường thôi. Team tụi mình là team bình thường thôi. Không phải là team chính của clan. Clan của mình thì clan God này nhiều team lắm. Này thì móc đi. Cứ móc nếu bạn thích. Và phải nằm xuống. Vì mình thích thôi. Số phận nghiệt ngã đồng đội mình có rất là nhiều. Team bạn thì còn có 2 người thôi. Một quả flash được ném vào khu vực bom sai. À, sau lưng kìa. Sau lưng kìa ba ơi. Đi cái gì vậy? Té đây, mậy. Lướt qua một giây thôi. Thế đây nào. Rồi cho ngay một mả đạn vào mồm. Thế là còn 54 tiết. Rồi để ý nha, nó sẽ lên HL thôi. Nhưng mình nghĩ đôi khi nó dở trứng là nó mốc lên rào ấy. Nên phải kênh cả hai. Hay quá. Rồi. Lần này thì lên HL này. Mình bắn bình thường thì chỉ có một con đường HL là tấn dễ thôi. Tại vì đường hồi sinh thì không thể tấn lên được. Rất là khoai. Còn đường rào thì cũng không được. Cũng khoai nốt. Chỉ có đường HL mới có thể tấn lên được thôi. Nhưng mà
có một số thanh niên hay dở chứng là chơi theo kiểu là ngược đời, nó sẽ đi đường rào để nó móc. À, thế anh em chủ quan là chết sạch thôi. Đấy, mình phải canh hết. Á đủ. Làm gì mà căng vậy? Từ từ xem nào. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh, tự tin khoe cả tính. Ô bê trang này. Đi mày. Này đi. Đùa gắt linh à, chết nhầm, đùa tiêm pi này. Cứ tỏ ra mình là nguy hiểm đi. Đấy, mày là nhất. Hay lắm. Cái bom thôi. Clear rồi bạn ấy. Clear rồi. Đâu cũng xanh. Bắn cái gì nữa. Rồi cứ tương flash, tương các kiểu đi. Bạn thích thì bạn cứ tương đi. Mình sẵn sàng chào đón. Rồi kiểu gì nó cũng lên HL thôi. Á đù. Kênh tâm trước mà không ăn được này. Đậu xanh. Làm gì? Làm gì mà căng vậy? B buttery. Buttery gì đấy. Buttery. Thế nhìn level 100. Hoài thế bạn ơi. Bạn hơi bị run tay à. Chắc là áp lực level 100 đấy mà. Mình cũng biết. Bởi vì những cái thanh niên mà level 100 mà bắn gà thì hay bị chửi lắm. Một cái level nó cũng không quan trọng anh em. Cày lên nó cũng dễ thôi. Chỉ cần cắm máy và cày thì nó lên rất là nhanh. Nhưng cơ bản thì lên level 100 thì nó có ý nghĩa gì cơ. Á đủ. Ở cái. Hay lắm. In mệnh. Được được. Bạn bắn, bạn ném bom hay lắm. Rồi thôi xong rồi, bê trang nó lại. Nó lại bê nguyên cả team mình. Bọn này phải đặt là bê team luôn đi. Chứ đừng có đặt Woodbury. Hay lắm. Ok. Ô. Đâu ra vậy? Đâu ra vậy ba? Úi dồi. Ý mệnh phía sau kìa. Phía sau có thích khách. Rồi thôi xong rồi. Bê tài. Bọn này phải đặt là bê team luôn đi. Bê cả team người ta. Thế deck nào. Woodbury hơi bị sai sai đấy. Rồi gặp team mệnh mà. Mình biết bọn này là team 9 rồi. Bắn nó là hay. Rồi không biết luôn. Không biết là team 9 hay team phụ. Nhưng bắn nó là hay. Team thường chứ không phải là team phụ. Kệ đi. Cố lên. Chúng ta phải lật kèo. Cố lên các bạn ơi. Thằng kia cầm đua TMP mà vẫn phế nhau các bạn. Bình thường thì đua TMP nó gánh cả team. Nhưng đây không. TMP bắn hơi bị... À, 66 tiết. Giết nó luôn. Hay lắm. Rồi, cứ 66 tiết là lao lên mà vả thôi. Sợ gì. À, flash. Úi dồi. Flash. Tôi dòng rồi. Đậu xanh. Tự dưng này lôi flash ra tường. Trong khi đồng đội đẩy lên. Tiếc quá. Và đấy đáng nhẽ mình phải ăn được con bê tràng. Một khốn nạn. Đậu xanh nó gánh cả team kìa. Đùa thật đấy chứ. Thật là hư cấu. Cạn lời. Mình không thể tin được. Thằng này là cú có gai rồi. Đéo phải gái đâu. Thế đéo đâu. Ô, thì như nào ném khói mà ném dở người thế. Ôi giời ơi. Mày. Ở dưới nó móc lên. Khốn nạn. Quân khốn nạn. Làm mình còn ngó 46 tiết rồi. Úi giời ơi, trời ơi, đã thế còn bom tương đâu ra vậy? Tương ấm vào cái bom sai. Thật là... Ê chứ nhầm. Tương ấm vào hotel và nằm xuống rồi. Và đấy bị tương bom nhiều quá. Ở dưới móc lên này. Vào đây thì ăn được mạng rồi cũng bị tương của bom vào mồm này. Nói chung là pha này mắc khoai luôn. Nhưng ở sau còn có người móc nữa. Rồi khoai rồi, thua rồi, không sao. Thua biết mùi, người ta bắn hay hơn mình. Và con bê trang đã gánh cả team. Mình bắn hơi chủ quan là không sợ con bê trang ấy. Thế deck nào. Chắc chắn là anh em cũng thế luôn. Deck sợ cái con bê trang đấy. Cứ tưởng là bọn này gánh gái cơ. Thế deck nào để gái gánh thế này. Đùa thật đấy chứ. Ok, thua rồi. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye mọi người.